mì thứ hôm nay? Không có hả cô? Dạ. Nhật ký tình nguyện viên huyện An Minh hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho bà con tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ngày thứ 2 giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tức là tô chén mình mua dưới kia hả? Ừ. Dạ. Dạ. Cá 1 ký nhiêu cô? 30-35. Mua đứa nào? Giá có lên không cô ha? Không. Giá bình ổn hả? Dạ. 5 ký chứ. Dạ, cam ngon. Cái này là mình mua cho mấy hộ vậy em? Tức là mà à, hôm nay là mình đi mua cho một hộ hả? Chưa có gọi mới, đơn hàng mình chưa có. Mình gọi được bên này để mình mua chén gì? Chén hả? Dạ. Cửa chưa phải không biết nữa. À, tới bên này. Điện ơi. Bỏ trên nhà trên đó em, nhà em ở cái đó em mở cửa, qua đóng cửa không vậy? Alo. Mà họ không có để cái số điện thoại bên ngoài, mình không có gọi được. Ở đây có không ta? Ở đây có chỗ nào bán chén không cô? Ở đằng đó đóng cửa rồi. Ở đây mình có bán chén muộn không cô? Bán to rồi không cô? Không hết rồi. Bây giờ mình đi qua khu Trần Yên đi. Ngay khu Trần Yên nó có cái siêu thị á. Siêu thị nó còn mở cửa không? Không, không cho rồi. Đóng cửa rồi. Qua chạy quá trời luôn mà cũng không có mua được. Là hôm qua mình cũng đi kiếm nhiều đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hầu hết là mọi người đóng cửa. Cho nên là công việc đi mua hộ cho bà con những cái nhu yếu phẩm cũng gặp khó khăn. Đây. Em mở cửa bán cái gì? Bây giờ mình mua chén muỗng mua ở đâu cô? Mua chén á. Dạ. Tao lại đang cũng muốn một cái loại mấy chỗ á. Có bánh chén bụng không? Có bán tô mũ đâu. Tô mũ chén không? À bên này. Cô bán cô ơi, có bán cái tô mũ không cô? Dạ. Dạ. Cũng rầu quá luôn ha. Tình hình này cũng rầu quá. Em Vĩnh ơi. Anh chạy lên nhà trên em mở cửa cho mấy chú mua mấy tô cho mấy chú thanh niên này ăn mì cho coi. Cái công tác nè. Bán gạo cho. Bán gạo hả? Gạo. Đi xúc ở đây hả cô? Xúc ở đây nè em. Xúc ở đây nha. À, hôm nay mình có tức là bây giờ có người gọi biêu. Rồi họ cần mua gì vậy em? Một bịch tả. Tại em bé hả? Tại em bé rồi. Một thùng sữa Vinamilk. Một thùng sữa Vinamilk. Dạ. Năm gói khoai tây và một hộp bánh bông lan. Năm gói khoai tây, một bánh bông lan. Bánh bông lan. Bánh bông lan mà bông lan nhân kem á. Bông lan nhân kem, tức là bánh kia rồi, bánh sushi rồi. Bánh quá xanh. Dạ. Alo, em nghe.
có. Nếu mua được gì anh mua nha. Ở chỗ này, chỗ này mấy cái mặt hàng này có trong đó có xanh, con qua mấy đứa xanh mua cho nó bỏ tập trung đông lâu quá không sống thôi. Dạ tức là mình chỉ mình mua một lần xong mình ra luôn á cô. Đây nè, chú lấy cho con cái cô ơi, lấy cho con cái ca vừa thôi nè, con chạy qua đây con đi con vô chỗ con ơi. Cô là tuân thủ theo chỉ thị 16 là cô đóng cửa, nhưng mà hôm nay là bên đoàn thanh niên là nhờ mà mở cửa để mua một số đồ cho bà con. Em chắc là nhờ cô ghi lại đi chứ bây giờ nó nhiều quá, ghi lại từng cái đi rồi mình kiểm tra. Nãy giờ đi gần nửa tiếng rồi mà chưa mua được gì. Để em gọi chị Nhung rồi em cái nó coi. Hôm qua em quên. Đây là bill, bill ngày hôm nay với những gì, với những một số thứ đã mua là gồm như thế này hả cô? Này tính tính giá tốt cho cô, tính giá tốt cho bà con nha cô. Cái tô đó là 35.000 mà cô Mai lấy rồi. Tại vì này mua cho mà. Dạ, cho bà con trong khu cách ly đó cô. Đúng dạ cô, khả năng tôi chưa cho chứ cô chị. Dạ. Dạ. Với ca với cái thao còn thiếu gì không chị? Cái bill hôm qua em chụp cái mệt nữa, bỏ quên đâu rồi. Mua gì nữa không mua cho. Thao nè. Dạ. Nước xả, dây nước xả đồ. Cô có nước xả đồ. Xả đồ còn là cái bên đây còn hành tới con. Đây. Rồi, để rồi đây. Cô cho con cái bọc đi cô ha. Để cho con cái bọc. Bán nước xả đồ của em. Nước xả đồ, nước xả đồ. Dây á, ừ đúng rồi, nước xả đồ dây. Hai dây. Ly mũ cà phê bên này nè cô, cho bên này nè, không có rồi. Nhớ không em? Hay là nhờ em mới ghi lại đi. Ở đi ngoài số 36 được. Rồi, này 130 này ghi luôn đi, để hồi quên. 130.000. Rồi, kia 130 nữa. Để không hơi là mình sẽ bị quên. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi bây giờ là mình xong cái bill này được phải không? Cái bill này mình sẽ đem đi đâu? Đi đội cũ. À biên đội bây giờ mình chạy sang biên đội mình gửi cho bên khu tiếp tế đúng không? Dạ. Đó. Rồi, bây giờ mình đi phải không? Rồi. Tức là mình sẽ nhận cái đơn mua hàng, sau đó rồi mình đi mua. Mình đi mua xong rồi mình liên hệ với người quản lý của khu cách ly đó. Mình thông báo số tiền. Sau đó mình giao cho họ, họ giao lại cho cái người yêu cầu. Rồi, quy trình rất là đơn giản nha bà con. Bàn này rồi chỗ chiến sĩ chụp ở đây người ta sẽ ra lấy.
Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục một đơn hàng thứ hai. Bây giờ đó mình sẽ chờ nhận tiền, mà tiền từ những khu cách ly này ra là phải được nhúng vào cái nước khử khuẩn hết. Rồi. Đó. Rồi đội chiến sĩ mới gửi lại cho mình. Rồi. Chứ không phải là mình lấy tiền đơn thuần. Rồi. Nhúng vào quá chất hết. Đây tiền mình nhúng nè. Nó ướt nè, thấy ướt. Tiền quá. Rồi. À, bác sĩ kiên thật. Rồi cảm ơn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ gửi đi ha. Mà dùng luôn hả? Rồi bắt đầu đoạn điều mới. Điều mới và cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Chưa xong nữa hả? Được bao nhiêu đơn hàng rồi? À mua cho em khu cách ly hả? Rồi bye bye nha, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục công tác.